hết khổ, thoát nghèo, thế thời, đổi vận, cuộc đời giàu sang phú quý từ đây. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi canh thân sinh năm 1980. Tuổi canh thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023. Hân hoan đốn tài, đốn lộc, vượt mọi trong gai, đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc. Vậy làm sao để giải hôn hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi canh thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch Năm Quý Mão 2023 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học Phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của Thiên Can, Địa Chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng tháng 3 âm lịch này sẽ có những dấu hiệu may mắn và những người tuổi Canh Thân hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh để đi đến cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi canh thân cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan về tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 Người tuổi canh thân sinh năm 1980 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh một, thạch lựu một, nghĩa là gỗ cây thạch lựu, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì người tuổi canh thân, sinh năm 1980, nên khởi hành vào giờ chẳng, ngày lẻ và tháng chẳng. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Tuổi canh thân sáng dạ, nên muốn làm cái gì, việc gì, nghề gì thì cứ làm đại chẳng ngần ngại lo lắng tính trước. Đức tính chăm chỉ, chịu khó là một trong những nét nổi bật của người tuổi canh thân. Nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng. Tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy giúp họ luôn chủ động trong công việc. Tuy nhiên cũng có một số người tuổi canh thân quá cẩn trọng và thường chỉ biết thỏa mãn với những thành tựu nhỏ ban đầu mà không biết nhìn xa trông rộng điều này có thể sẽ khiến họ mất đi những cơ hội tốt trong sự nghiệp nếu có sao tốt tương trợ trong cung mệnh và luôn phấn đấu vươn lên thì họ sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp ngược lại nếu không được sao tốt tương trợ không biết kiên trì vượt khó vươn lên thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn cành thân sinh giờ tốt có số quan tướng họ là người tự lực cánh sinh họ buôn bà đó đây tay làm ra của nên hậu vận khá, có của ăn của để. Họ hảo tâm, từ thiện nên sẵn lòng cứu giúp người nghèo. Người này làm quan thì liêm chính, được nhiều người biết đến. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, tuổi canh thân, sinh năm 1980, đầu tháng có chính tài gặp suy, nên vận trình công danh, sự nghiệp chưa mấy thuận lợi. Người tuổi canh thân trở nên thiếu tinh thần cầu tiến vương lên, công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước, trốn tránh, tâm lý yếu đuối, không chịu được áp lực dễ bỏ dở công việc giữa chừng có thể thấy tháng này người tuổi canh thân, sinh năm 1980 khá kín tiếng trong công việc, đồng thời suy nghĩ đi làm cũng khá tạm bợ và thơ ơ. Thực thần hãm đi tòa mạng là một trong 10 vị thần của bác tự luận mệnh, nó hàm ý nó về tư duy và thế giới tinh thần vì ngũ hành người tuổi canh thân. Sinh năm 1980 vào hung vận, nên thực thần sẽ biến bạn thành một kẻ vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, cách làm việc chỉ bo bo cho mình khiến quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xấu đi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới bước thăng tiến nghề nghiệp của bản mệnh. Người tuổi canh thân, sinh năm 1980, có những suy nghĩ mơ mộng, không thực tế, cũng khiến công việc của bạn khó tiến triển, quan điểm phi thực tế, dẫn tới mọi việc không được thực hiện trọn vẹn. May mắn là tháng này, người tuổi canh thân gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thiên tỏa cung mạng, Điều này sẽ giúp cho bạn được sở hữu tinh thần tranh đấu cao trong mọi mặt, vận trình vẫn có những điểm sáng. Vận khí của ngũ hành tuy vẫn chưa mạnh, cho nên về công việc và cuộc sống cũng có những xáo trộn, mà bản mệnh đòi hỏi cần phải có tư duy nhanh nhạy, tránh sự thờ ơ, lạnh lùng, bàn quan trước mọi việc sẽ khiến vận xã giao cũng như sự nghiệp của mình bị cản trở. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp của người tuổi canh thân nếu đang làm các lĩnh vực kinh doanh thương mại tài chính ngân hàng với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp cho bạn có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp tuổi canh thân hơn người và cũng khó đoán bởi bạn là mẫu người đa tài lắm kế người theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa trang trí sắc màu văn chương thơ ca với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh bạn sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Nhưng dù bạn có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao, bởi bạn là người có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên, không biết mệt mỏi, quan trọng hơn là bạn nắm trong mình lộc cách thiên phú sẽ giúp cho bạn đạt được kết quả như ý. Đặc biệt, trong tháng cũng có nguyệt lệnh lâm mộ xuất hiện, tâm tính bản mệnh dễ thay đổi, bạn cần có sự nghiêm túc và kiên trì. Khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trong núi nọ, hay ôm đồng quá nhiều việc cùng lúc, kẻo lại phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bản mệnh là người có năng lực, chỉ thiếu chút những nại nữa thôi là bạn sẽ được như ý. Về mặt tài vận Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, đầu tháng bính thìn, về mặt tài vận của người tuổi canh thân, không được ngũ hành ủng hộ. Mọi dự tính về tài lộc có thể sẽ bị chững lại, tinh thần thiếu đi sự hăng hái, nhiệt huyết, nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách để giải quyết những khó khăn về tài chính. Đến giữa tháng, người tuổi canh thân, sinh năm 1980, gặp được các tinh thiên đức chiếu mệnh. Vận quý nhân vượng, quý nhân xuất hiện để giúp cho bạn cải thiện vận mạng của mình, bởi thiên đức quý nhân, dù là nam hay nữ mệnh đều tốt nó mang tới tính cách lương thiện, hành sự chí công vô tư, thẳng thắn, nên vận thế của bạn sẽ có nhiều người giúp đỡ, lúc gặp khó khăn cũng không quá bi đát. Cần phát huy nghị lực của bản thân, có tấm lòng từ bi, làm gì cũng cần có sự cảm thông, thì sẽ đem tới quý khí vào phúc phận. Kinh dịch đã nói rằng, thiên đức các tinh hiện ra tất dư khánh, tức là mệnh chủ sẽ gặp hung hóa cát. Người tuổi canh thân thông minh, biết cách quản lý về tiền bạc, biết tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên canh thân có được cho mình một khoản kha khá. khá. Tử vì tuổi canh thân cuối tháng 3 âm lịch, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập ổn định nên không thiếu thốn. Với năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tất nhiên, có làm ác sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Về thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp, kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này và nên chọn thời điểm giữa tháng vì các khí đang vượng, khá phù hợp. Có điều may mắn đến và cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đình vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà, hoặc được thưởng hoa hồng, lợi tức, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, người tuổi canh thân, sinh năm 1980, vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của bệnh hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn. Bạn nên cẩn thận, cần đề cao cảnh giác, đừng để bản thân mình bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật, mất tiền hao của nhé. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, đây cũng là tháng mà người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 có được đào hoa nở rộ, có lợi nhất đối với người độc thân, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ xã giao. rất có thể trong tháng này, bạn sẽ được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp, nhiều mối nhân duyên tốt lành đưa tới. đây là dịp thuận lợi để bạn có thể tìm cho mình đối tượng phù hợp. nếu thấy tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn đang quá cao, bạn cũng nên hạ thấp các tiêu chí của bản thân một chút, để đón nhận tình cảm chân thành từ người ấy cốt lõi là để tình cảm tiến triển theo lẽ tự nhiên đừng quá cưỡng cầu bên cạnh đó nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn khi trái tim đã rung động bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình của mình với người ấy do dự quá lâu cơ hội sẽ trôi qua mất đối với các cặp đôi hay vợ chồng lại có điềm báo dễ gặp rắc rối. Do đào hoa quá vượng, có thể do tính chất công việc, khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới. Đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Trong trường hợp này, nếu bạn không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Lời khuyên của chúng tôi dành cho tuổi canh thân, sinh năm 1980 là, làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn hãy nghĩ tới gia đình và nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh, tránh đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh bi thương. Về mặt sức khỏe Tiếc là vấn đề sức khỏe của người tuổi canh thân, sinh năm 1980 không thực sự lý tưởng trong thời điểm này, bạch hổ hung tinh mang tới nhiều dấu hiệu xấu, bản mệnh tuổi canh thân cần hết sức cẩn trọng. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay hay sử dụng đồ vật sắc nhọn, nếu không cẩn thận dễ vướng hỏa huyết quang. Bạn đừng nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của bạn không chỉ khiến cơ thể mình phải chịu tổn thương, mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn tuổi canh thân nên nhớ là duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya, dậy sớm hoặc ăn quá nhiều đồ ngọt đồ dầu mỡ hoặc cây nóng dễ gây tác động xấu cho dạ dày làm cho sức để kháng bị suy giảm ảnh hưởng sức khỏe gường ngủ là nơi gắn bó với chúng ta một phần ba cuộc đời việc lựa chọn hướng giường ngủ rất quan trọng phòng ngủ chính là nơi để ta nghỉ ngơi thư giãn và nạp năng lượng tích cực cho ngày mới tốt lành Chính vì vậy việc bố trí phòng ngủ theo phong thủy là rất quan trọng để ta luôn tràn đầy sinh khí và năng lượng tích cực mỗi sáng thức dậy. Theo đó thì việc lựa chọn hướng giường ngủ rất quan trọng. Tùy thuộc vào niên mệnh của mỗi người mà có những cách lựa chọn phương vị khác nhau. Vậy đầu là hướng giường ngủ tuổi canh thân, sinh năm 1980. Người tuổi canh thân có năm sinh âm lịch là năm 1980. Quẻ mệnh, không thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Ngũ hành, thạch lộ một tức gỗ cây lựu. Các hướng tốt hợp mệnh của người tuổi canh thân, hướng Đông Bắc sinh khí, hướng chính Tây thiên y, hướng Tây Nam phục vị và hướng Tây Bắc diên niên. Các hướng xấu theo mệnh người tuổi canh thân, hướng chính Bắc lục sát, hướng chính Nam lục sát, hướng Đông Nam ngũ quỷ và hướng chính Đông họa hại. Lựa chọn hướng giường ngủ tuổi canh thân sinh năm 1980. Theo quan niệm phong thủy thì hướng giường ngủ theo sơn chứ không theo thủy tức là hướng chân giường. Vì vậy ta có thể lựa chọn hướng giường ngủ tuổi canh thân, sinh năm 1980 theo bát trạch Tây Tứ Mệnh. Hướng giường ngủ theo hướng tốt hợp mệnh gia chủ tuổi canh thân. Khi chúng ta nghỉ ngơi cũng là lúc cơ thể nạp năng lượng để hồi phục cho cơ thể cũng như là nạp khí nuôi dưỡng cơ thể. Do đó, nếu lựa chọn không cẩn thận thì có thể gây ra những tổn hại về mặt sức khỏe. Và hướng giường ngủ tuổi canh thân 1980 tốt nhất là hướng chân giường quay về các hướng tốt theo mệnh của gia chủ và tránh các hướng xấu. Theo đó, thì hướng tốt hợp mệnh gia chủ canh thân theo bát trạch là hướng đông bắc sinh khí, hướng chính tây thiên y, hướng tây nam phục vị và hướng tây bắc diên niên. Và khi đó Chân giường ngủ nên quay về các hướng này và tốt nhất là hướng sinh khí để có thể thu nạp được những sinh khí tốt nhất và gặp nhiều may mắn. Hướng giường ngủ theo hướng ngũ hành bản mệnh. Gia chủ tuổi Canh Thân thuộc hành một nên bạn cũng có thể dựa trên nguyên tắc ngũ hành tương sinh tương khắc để lựa chọn hướng giường phù hợp. Theo đó thì hướng giường ngủ tuổi Canh Thân 1980 có thể chọn các hướng Thủy vượng hướng Bắc hay hướng Thổ vượng hướng Đông Bắc tây nam hoặc là hướng bản mệnh của mình, hướng một vượng hướng đông và đông nam. Vâng, quý anh chị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết về về người tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, từ ban biên tập chương trình. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Mình đường tử vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Xin mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.